Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Jude Bellingham phiên bản 24S. Sự khác biệt của phiên bản này của Jude Bellingham tương tự như phiên bản Euro 24 là việc tiền vệ người Anh được nâng cấp lên thể hình trung bình. Nhờ vậy thể hình in-game của Bellingham thêm đầm hơn, những tình huống tranh chấp qua đó cũng được cải thiện hơn. Nhưng tất nhiên bù lại, những tình huống xoay sở cũng như tăng tốc ban đầu của cậu bé sẽ bị ảnh hưởng một chút. Về mặt tốc độ, ở thời điểm chạm bóng, cậu bé sẽ có phần hơi ì một chút. Nhưng khi đạt được vận tốc tối đa, khả năng đua tốc của cựu tiền vệ Dortmund vẫn khá tốt. Hoặc anh em cũng có thể chờ cho cậu bé di chuyển trước rồi hắn chọc khe. Với lợi thế ban đầu, anh sẽ không gặp mấy khó khăn để bước lên. Về phần xoay sở, so với phiên bản thể hình nhỏ của mình, cậu bé phiên bản này bị hướng hơi chậm một chút. Nhưng theo mình, khả năng cầm bóng và xử lý của Bellingham vẫn ổn áp để anh em có thể sử dụng. Chỉ lưu ý với những anh em thích một CAM có khả năng xử lý bóng nhanh nhẹn, đây không hẳn là sự lựa chọn phù hợp nên anh em cần cân nhắc kỹ. Về khâu săn bàn, bộ chỉ số dứt điểm của cậu bé phiên bản này còn cao hơn cả phiên bản 24 Totti. Tiếp tục sổ 2 chân 5 năm cũng là một điểm cộng lớn cho cậu bé ở phiên bản này, giúp anh có thể sút được ở nhiều góc độ. Nhìn chung, đây có thể xem là phiên bản dứt điểm ổn định nhất của cậu bé tới đến thời điểm này, dù cũng khá có tình huống cột xa, nên đôi lúc anh em cũng cần nắng nóng một chút. Về mặt truyền bóng, Bellingham mùa này cũng sở hữu khả năng phân phối bóng tốt, không đến mức ảo ma như người đàn anh Toni Kroos, nhưng vẫn là rất ok để anh em có thể đan bóng, xây dựng lối chơi từ dưới lên. Và cậu ba cũng mang sự an tâm cho những tình huống chuyền bóng quyết định, kiến tạo cho các đồng đội. Chỉ có một chút vấn đề trong khả năng phân phối bóng của Bellingham là anh ra chân truyền bóng có phần hơi chậm, nên nếu anh em xử lý không quyết đoán hoặc ra phương án chậm, có thể tạo điều kiện để cho hậu vệ đối phương có thể lao vào tắt bóng. Khả năng hỗ trợ phòng ngự của Bellingham cũng khá ổn áp. Với việc được nâng cấp về mặt thể hình, Bellingham tranh chấp ở giữa sân có phần mạnh mẽ hơn, tùy trường hợp cũng như đối thủ mà anh có thể chèn ngược cướp bóng. Bên cạnh đó, khả năng tắt bóng của cầu thủ người Anh cũng khá tốt. Nếu anh em canh thời điểm chuẩn xác, Bellingham tương đối không gặp nhiều trở ngại để có thể thu hồi được quả bóng cho đội nhà. Tổng kết lại, tính đến lúc này, phiên bản 24 Totti vẫn là một sự lựa chọn cân bằng dành cho Bellingham ở khả năng xử lý bóng cá nhân cũng như khả năng hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, nếu anh em chỉ bận tâm đến khả năng chuyền bóng và nhất là khả năng dứt điểm, phiên bản 24 Totti S sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn lúc này. Và đó là bài review của mình về Jude Bellingham phiên bản 24 Totti S. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này và nếu thấy hay hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.